Kể từ ngày 12 tháng 3, thời điểm Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu, số ca mắc và tử vong trên thế giới ngày càng tăng nhanh. Những nhận định dịch đã qua đỉnh hay là nguy cơ bùng phát sóng dịch lần thứ hai có thể chỉ đúng với một số quốc gia. Nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh dịch COVID-19 trên toàn thế giới thì trong vòng 3 tháng nay, số ca nhiễm không hề giảm. Nhìn vào bảng thống kê của trang Worldometer có thể thấy là số ca mắc và số ca tử vong vẫn tăng theo chiều dựng đứng, dường như là chưa có dấu hiệu sang bên kia sườn dốc và cũng chưa biết rằng liệu COVID-19 đã thực sự đạt đỉnh trên quy mô toàn thế giới hay chưa. Trong những ngày gần đây thì những cái tên đứng đầu danh sách quốc gia có số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 nhiều nhất vẫn không thay đổi, gồm Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ liên tục ghi nhận mức tăng từ hàng nghìn cho tới hàng chục nghìn ca mỗi ngày. Chỉ cách đây 3 ngày thôi, tức là ngày 20 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận ngày có số ca mắc mới nhiều nhất trên quy mô toàn cầu với 180.874 người. Việc kiểm soát tốt dịch tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, là do áp dụng sớm và hiệu quả những biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan, bởi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, và vào thời điểm này chính là Mỹ, Mỹ Latin và châu Âu. WHO cũng nhận định là thế giới đang trong một giai đoạn mới và nguy hiểm. Có thể hiểu là các quốc gia đang nóng lòng mở cửa trở lại xã hội và nền kinh tế. Tuy nhiên, virus vẫn đang lây lan nhanh chóng, nó vẫn nguy hiểm chết người và phần lớn người dân vẫn dễ bị lây nhiễm. Và đó là tình hình chung của cả thế giới, chứ không chỉ riêng của một quốc gia hay khu vực nào. Viện Dịch tễ Robert Koch của Đức thông báo chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng vọt vào những ngày cuối tuần, vượt quá mức cần thiết để khống chế được dịch bệnh về lâu dài. Chỉ số 2,88 nghĩa là cứ 100 người nhiễm virus sẽ có thêm 288 người lây nhiễm. Mối lo càng tăng khi Đức xuất hiện ổ dịch ở nhà máy thịt tại bang Nordrhein-Westfalen. Thủ hiến bang kêu gọi người dân nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp giữ vệ sinh, đảm bảo giãn cách, không tổ chức các sự kiện trên 50 người. Nhưng nhiều người đã quá sốt ruột với việc phải ở nhà. Tôi đã xét nghiệm 2 lần đều âm tính cả. Chúng tôi cần đi làm, không thì sống bằng gì. Tại ổ dịch lớn thứ hai thế giới, Brazil, cảnh sát cũng phải chật vật giải tán đám đông trên các bãi biển. Cảnh sát đuổi mọi người ra khỏi bãi biển, bảo không tụ tập. Thế mà ở các trung tâm thương mại thì vẫn đông đấy thôi. Tôi nghĩ mọi người đã quá mệt mỏi khi phải ở trong nhà cả tháng trời. Họ chỉ muốn ra ngoài cho thoáng thôi mà. Với hơn 1 triệu ca mắc và hơn 50.000 ca tử vong tính đến chiều nay, có lẽ giới chức Brazil phải xử phạt nghiêm hơn nữa đối với những công dân không đủ kiên nhẫn này.